Tim rơi nước mắt khi nói về scandal ly hôn với Trương Quỳnh Anh. Tim lần đầu chia sẻ về những tin đồn ly hôn với Trương Quỳnh Anh trong thời gian vừa qua. Mới đây, trong một cuộc trò chuyện trực tuyến, Tim đã lần đầu chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và những tin đồn ly hôn giữa anh và Trương Quỳnh Anh gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Nam ca sĩ cho biết, bản thân anh đã có khoảng thời gian dài chểnh mảng với chuyện tình cảm, có thể gọi là sai lầm khi không biết trân trọng những gì mình đang có. Tới khi không còn nữa mới thấy mình sai lầm và ngu ngốc đến thế nào. Anh cũng tự nhận mình là một người chồng tệ, khi có nhiều năm trong suy nghĩ luôn đặt con lên trên hết và vợ đứng sau, để đến khi có mâu thuẫn xung đột, anh phải tìm mọi cách để vun đắp lại tình cảm. Chia sẻ về tin đồn ly hôn khiến dư luận xôn xao những ngày qua, Tim cho biết, anh không biết thông tin này mọi người lấy từ đâu ra. Tôi chỉ muốn nói rằng, chính tôi và Quỳnh Anh đã công bố chuyện cả hai đang yêu nhau. Nếu một ngày chúng tôi không yêu nhau nữa, tức là duyên số đã hết, chính chúng tôi sẽ công bố điều đó, chứ không cần một bên thứ ba nào công bố điều này, Tim khẳng định. Nam ca sĩ rơi nước mắt tâm sự, cả anh và vợ đều yêu thương nhau và thương con trai Sushi, không muốn con bị tổn thương trước những điều mà người ngoài nói. Do đó, anh mong mọi người hãy kiểm chứng trước khi nói bất kỳ những điều gì. Với giọng ca của một vòng trái đất, một tờ hôn thú bất hạnh cũng không thể nào bằng gia đình tràn ngập tiếng cười, nên chắc chắn gia đình anh sẽ ở bên nhau. Điều này mọi người thấy chứ anh không nhất thiết phải trưng ra một chiếc nhẫn cưới để làm bằng chứng. Giải thích về lý do mình và Trương Quỳnh Anh im lặng trong thời gian qua. Theo Tim, vợ chồng anh nghĩ rằng nếu mình nói bất kỳ điều gì sẽ ảnh hưởng tới cả gia đình, đồng thời khiến mọi người nghĩ chính Tim và Trương Quỳnh Anh cố tình tạo ra scandal này, trong khi bản thân hoàn toàn không muốn người khác bàn luận chuyện hôn nhân của mình. Chúng tôi im lặng vì không muốn mọi điều đi xa hơn và không đúng với sự thật. Sau này khi Sushi lớn đọc những bài báo hoặc mọi người nói ra nói vào sẽ khiến bé bị tổn thương. Chúng tôi chỉ muốn nắm tay nhau cùng làm điều tốt, tham gia các chương trình thiện nguyện, tham gia các dự án nghệ thuật mà thôi, Tim chia sẻ. Trước đó, khán giả bất ngờ trước thông tin Tim và Trương Quỳnh Anh đã đệ đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Chính Trương Quỳnh Anh là người chủ động đệ đơn với lý do không thể tiếp tục hàn gắn tình cảm. Cô không có mặt trong phiên xử sau cùng, thay vào đó ủy quyền cho người nhà đến dự. Theo thông tin trên truyền thông đã đưa, sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh nhận quyền nuôi con trai, cặp đôi sẽ tự thỏa thuận phân chia tài sản. Tuy nhiên, cặp đôi lại liên tục chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau, không có bất cứ biểu hiện nào của sự rạn nứt, càng khiến fan hoang mang không biết tin ai. Và đây là lần đầu tiên Tim đã trò chuyện trực tuyến với fan hâm mộ và anh mong muốn dư luận chấm dứt bàn luận về việc không chính xác này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!